Xin chào các bạn, trong video ngày hôm trước mình có hướng dẫn các bạn cách tăng lượng người theo dõi cho shop của các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký chương trình khuyến mãi của Shopee, công cụ giúp các bạn gia tăng đơn hàng của mình một cách hiệu quả và nhanh chóng. Để đăng ký, đầu tiên các bạn vào Shopee, sau đó các bạn tìm đến kênh người bán. Tiếp theo các bạn tìm xuống phần kênh marketing, sau đó các bạn ấn vào kênh marketing thì ở đây nó có hiện lên tất cả các công cụ khuyến mãi của Shopee. Đầu tiên là tất cả thì nó bao gồm tất cả các chương trình của chúng ta, có quảng cáo của Shopee, flash sale của shop, ưu đãi follow, chương trình của tôi, top sản phẩm bán chạy, mua kèm bia shop, mã giảm giá của tôi, combo khuyến mãi và xu của shop. Tiếp theo, chúng ta cùng đi vào tìm hiểu chi tiết từng chương trình một. Đầu tiên là quảng cáo Shopee. Đây là chương trình mà các bạn phải bỏ tiền ra để chạy quảng cáo, giúp cho sản phẩm của bạn lên đầu danh sách tìm kiếm của Shopee nếu khách hàng tìm đến từ khóa đó. Mình ví dụ cho các bạn. Ví dụ ở đây các bạn tìm đến đồng hồ thông minh Q12 chẳng hạn. Như các bạn có thể nhìn thấy, những sản phẩm ở trên hàng đầu tiên như thế này mà có chữ tài trợ như thế này là những sản phẩm được quảng cáo thì nó sẽ hiện lên đầu tiên. Và những sản phẩm cuối cùng như thế này cũng là những sản phẩm được tài trợ. Tức là shop đó đã bỏ tiền ra để chạy quảng cáo cho sản phẩm của mình có thể hiện ở vị trí tốt nhất. Trong video ngày hôm trước, mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để chạy quảng cáo làm sao để cho ra đơn nhiều nhất mà tốn chi phí ít nhất. Các bạn có thể vào kênh của mình xem lại video đó. Mình đã hướng dẫn rất chi tiết và cụ thể cho các bạn. Tiếp theo, chúng ta cùng đi tìm hiểu chương trình của tôi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo chương trình của tôi. Chương trình của tôi thực chất là khi các bạn đăng một sản phẩm lên có giá ví dụ là 286.000 chẳng hạn, nhưng mà các bạn muốn giảm giá 30% này đi, muốn giảm giá 30%, nó có mã hiện lên trên này thì nó sẽ còn ở đây là 199.000 chẳng hạn. Nó có chỗ gạch này, xong rồi nó hiện lên đây là 199.000. Cái việc này giúp cho khách hàng tạo cảm giác là mua được hàng với giá rẻ, từ đó kích thích khách hàng nhấn vào đây để xem sản phẩm của chúng ta, từ đó có thể gia tăng tỷ lệ mua hàng cho các bạn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tạo chương trình của tôi một cách cụ thể nhất. Đầu tiên các bạn ấn vào đó, sau đó khi vào trong này thì nó có hiện lên những chương trình sắp diễn ra, đang diễn ra và đã kết thúc. Để tạo mới một chương trình thì chúng ta ấn vào đây, tạo mới chương trình khuyến mãi. Tiếp theo các bạn nhập vào đây tên của chương trình các bạn muốn, ví dụ đây là khai trương shop. Khai trương shop. Sau đó các bạn có thể chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Các bạn ấn vào đây để chọn thời gian bắt đầu, ấn vào đây để chọn thời gian kết thúc. Sau đó các bạn ấn lưu và tiếp tục. Và trong phần này thì chúng ta ấn vào chỗ thêm sản phẩm. Các bạn có thể thêm ở đây sản phẩm bất kỳ mà các bạn muốn giảm giá. Sau đó các bạn ấn xác nhận. Thì có hai cách. Một là các bạn muốn nhập vào đây. Đầu tiên là các bạn có thể nhập vào đây giá các bạn muốn giảm. Nhập, ví dụ mình nhập vào đây là 30%. Thì ở dưới chỗ này nó cũng giảm luôn giá cho các bạn. Giá sau khi giảm 30% là 89.000. Giá đầu tiên là 128.000, nhưng sau khi giảm 30% là 89.600 đồng. Thì các bạn có thể nhập tương tự vào đây. Các bạn muốn giảm bao nhiêu thì các bạn cứ nhập hết vào đây. Ví dụ mình nhập vào đây là 30 hết. Để cho nhanh hơn thì các bạn không muốn nhập tay thì các bạn xóa này đi nhá, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ví dụ các bạn không muốn nhập tay từng cái một chẳng hạn thì các bạn ấn vào đây trên này chỗ giá khuyến mãi sau khi giảm. Đây. Các bạn muốn giảm bao nhiêu phần trăm thì các bạn ấn vào đây. Ví dụ mình muốn giảm 30% chẳng hạn. 30
số lượng sản phẩm khách hàng mua tối đa, ví dụ là mỗi khách hàng các bạn muốn mua được bao nhiêu sản phẩm, ví dụ ở đây mình đặt là một chẳng hạn. Sau đó các bạn cập nhật. Đây ở dưới này nó hiện lên cho các bạn nhé, tương đối là nhanh chóng. Sau khi thiết lập xong thì các bạn ấn vào đây hoàn tất. Như vậy là đã xong. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể chỉnh sửa cái chỗ thời gian khuyến mãi này cho nó dài ra cũng được. Và trên này thì nó sẽ báo cho các bạn là cái chương trình này sẽ bắt đầu sau 1 phút 32 giây nữa thì nó sẽ bắt đầu. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách tạo chương trình của tôi. Sau khi tạo xong chương trình thì nó sẽ hiện lên, ví dụ giảm 30% thì nó sẽ hiện lên trên này là 30%. Và dưới này cũng như vậy, nó gạch đây xong nó hiện cái giá các bạn muốn để ở đây. Rất là đẹp các bạn ạ. Tiếp theo chúng ta cùng đi tìm hiểu combo khuyến mãi. Thì sau khi tạo xong combo khuyến mãi thì nó sẽ có dạng như này. Ví dụ ở đây nó hiện lên là mua 2 giảm giá 2%. Tức là chương trình này khuyến khích khách hàng mua từ 2 hoặc nhiều sản phẩm trở lên để được giảm giá. Khi truy cập vào combo khuyến mãi thì nó sẽ có dạng như này. Đầu tiên là đang diễn ra, thứ hai là sắp diễn ra, thứ ba là kết thúc. Các bạn có thể vào từng tab này để quản lý những chương trình của mình một cách dễ dàng hơn. Và để tạo combo khuyến mãi thì chúng ta ấn vào tạo mới combo. Sau đó các bạn nhập vào đây tên chương trình. Ví dụ ở đây mình đặt là mua 2 giảm 5%. Sau đó ở dưới này các bạn có thể chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc combo. Tiếp theo đó là loại combo. Các bạn có thể giảm theo tiền, giảm theo phần trăm và giảm theo giá đặc biệt. Trong bài hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn giảm theo phần trăm giá. Ví dụ ở đây các bạn muốn khách mua bao nhiêu sản phẩm để được giảm bao nhiêu phần trăm giá. Ví dụ các bạn có thể nhập vào 2, 3, 4, 5 chẳng hạn. Thì ví dụ ở đây mình nhập là 2 thì giảm được 5%. Giới hạn đặt hàng. Ở đây thì các bạn có thể giới hạn số lượng tối đa mà khách hàng có thể mua mấy combo. Ví dụ mua 1, mua 2, mua 3, mua 4 combo thì các bạn viết vào đây. Ví dụ mình chỉ giới hạn cho khách hàng mua 1 combo chẳng hạn. Tiếp theo các bạn ấn lưu và tiếp tục. Để tạo combo mới thì các bạn ấn vào thêm sản phẩm. Sau đó các bạn chọn vào những sản phẩm mà các bạn muốn cho vào combo khuyến mãi. Tiếp theo các bạn ấn xác nhận. Rồi, ở đây thì nó có hiện lên tất cả các sản phẩm mà các bạn đã chọn. Tiếp đến là các bạn ấn vào đây. Phần mở tắt này thì các bạn bật sáng lên. Khi bật lên xong như thế này rồi thì tức là khi khách hàng mua 2 sản phẩm của các bạn thì sẽ được giảm giá 5% các bạn nhé. Khi xong thì nó sẽ hiện lên tương tự như này. Ví dụ đây là mua 2 giảm 2%, nhưng mà của các bạn là mua 2 giảm 5%. Nó tương tự như vậy. Sau khi xong rồi thì các bạn ấn hoàn thành. Thì ở đây nó có hiện lên những sản phẩm mà mua 2 giảm giá của các bạn. Các bạn có thể ấn vào đây để xem. Ở chỗ hoạt động này, các bạn có thể chỉnh sửa sản phẩm, sao chép, xem người mua, xem đơn hàng và xem dữ liệu, rất nhiều thứ. Các bạn có thể vào đây để tìm hiểu thêm. Hoặc các bạn có thể tạo combo khuyến mãi mới ở đây. Khác với cả combo khuyến mãi mua kèm bia sốc, tức là combo khuyến mãi cho phép người dùng mua 2 sản phẩm giống nhau để được giảm giá, thì mua kèm bia sốc thì các bạn phải mua 2 sản phẩm, trong đó có một sản phẩm chính và một sản phẩm phụ. Ví dụ mình ấn vào đây. Ví dụ như nhà này có mua kèm bia sốc. Ví dụ sản phẩm này, đây là sản phẩm chính. Đây, sản phẩm chính đây. Các bạn để ý đây có dấu cộng này. Đây tức là ở phần sau này, tức là những sản phẩm mà sản phẩm phụ. Khi mà các bạn mua cùng sản phẩm chính này thì nó sẽ giảm giá tương ứng với số phần trăm trên này.
Ví dụ các bạn mua thêm cái dây này thì nó sẽ giảm giá 40%, đang 70.000 này nó giảm xuống còn 42%. Tương tự cái này đang là 200.000 nó giảm xuống 95%, giảm 52% đây. Các bạn có thể ấn vào đây để xem thêm. Đây các bạn nhé, đây sản phẩm chính. Sau đó người ta bán thêm những sản phẩm phụ này và giảm giá, từ đó để tăng doanh thu và tăng đơn hàng cho các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo mua kèm deal shop. Đầu tiên các bạn ấn vào đây. Sau đó các bạn có thể ấn vào chỗ tạo ngay deal shop. Ở phần này thì các bạn có thể chọn loại hình, đó là mua kèm deal shop hoặc mua để nhận quà. Thì theo mình các bạn nên chọn phần mua kèm deal shop. Tiếp theo các bạn nhập vào tên của các bạn, tên của chương trình này. Ví dụ mình ghi là giảm giá sốc. Sau đó ở dưới này bạn có thể chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Các bạn ấn vào đây là có thể thay đổi được. Tiếp theo các bạn có thể nhập vào đây giới hạn sản phẩm mua kèm. Ở đây tối đa là 100 sản phẩm. Thì tùy các bạn, mình ví dụ nhập vào đây 100 chẳng hạn. Sau đó các bạn ấn lưu. Tiếp theo ở đây các bạn có thể thêm cho mình sản phẩm chính. Đây, thêm sản phẩm chính. Các bạn có thể chọn sản phẩm bất kỳ. Ví dụ mình chọn cái đồng hồ này chẳng hạn. Tiếp theo ấn xác nhận. Sau đó các bạn ấn lưu ở đây. Lưu sản phẩm chính các bạn vào. Tiếp theo ở dưới này các bạn thêm sản phẩm mua kèm vào. Ví dụ đây mình thêm mua kèm đây là cái tai nghe và cái sạc pin này chẳng hạn. Sau đó các bạn ấn xác nhận. Đây, các bạn có thể nhập vào đây số phần trăm giảm giá mà các bạn muốn, giảm bao nhiêu phần trăm các bạn ghi vào đây. Ví dụ 30% nhập tay các bạn nhập vào đây cũng được, hoặc là các bạn muốn nhanh nhất thì các bạn ấn vào trên này. Ví dụ mình ghi đây là 30%. Sau đó ấn, các bạn ấn cập nhật tất cả. Sau đó các bạn bật sáng trạng thái lên. Như là chưa hoạt động, các bạn bật sáng lên là hoạt động. Sau đó các bạn ấn lưu sản phẩm phụ này. Sau đó ấn xác nhận. Ở đây nó báo là đã tạo thành công các bạn nhé. Ở đây mình có một chương trình đang diễn ra. Cái chương trình mình vừa tạo nó ở phần sắp diễn ra đây. Tức là khi khách hàng mà mua cái đồng hồ này thì mua thêm cái sản phẩm này thì sẽ được giảm giá thêm 30% các bạn nhé. Nó cũng tương tự như cái sản phẩm nhà này. Tiếp theo chúng ta cùng đi tìm hiểu top sản phẩm bán chạy. Ví dụ như này, bạn vào một shop bất kỳ, ví dụ shop này chẳng hạn. Sau đó các bạn ấn vào xem shop. Ở đây bạn ấn vào tất cả sản phẩm. Sau đó bạn ấn vào bán chạy. Đây chính là sản phẩm top bán chạy của nhà này. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo ra sản phẩm bán chạy. Công cụ tăng lượng truy cập cho sản phẩm. Đầu tiên, để tạo ra top sản phẩm bán chạy, các bạn cần kích vào phần thêm danh mục. Sau đó các bạn điền tên vào đây. Ví dụ đây là bán chạy. Sau đó các bạn ấn thêm sản phẩm. Những sản phẩm mà các bạn cho là bán chạy nhất của các bạn thì các bạn ấn vào đây. Các bạn có thể chọn sản phẩm bất kỳ nào mà các bạn cảm thấy nó là bán chạy thì các bạn cho lên, và bán được số lượng tương đối nhiều thì các bạn cho lên. Các bạn ấn tích vào đây. Sau đó ấn xác nhận là được. Ví dụ đây mình chọn một sản phẩm chẳng hạn.
Đây, 1 sản phẩm không được. Ở đây nó yêu cầu là từ 4 đến 8 sản phẩm. Rồi. Sau đó các bạn xác nhận. Khi xong thì nó sẽ hiện như bên này. Các bạn để ý bên này, khi khách hàng vào shop của các bạn thì sẽ hiện lên những sản phẩm bán chạy nhất. Khi xong rồi thì các bạn ấn vào xác nhận. Ở đây nó đã báo là tạo thành công. Các bạn có thể ấn kích hoạt ngay và kích hoạt sau. Vì mình đã tạo rồi nên mình ấn kích hoạt sau. Khi các bạn ấn bật sáng như này lên là nó đã kích hoạt cho các bạn. Khi xong rồi thì nó cũng hiện tương tự nhà này những sản phẩm bán chạy nhất trên đầu các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta cùng đi vào tìm hiểu chương trình mã giảm giá của tôi. Thì đầu tiên các bạn kích vào đây. Sau đó các bạn ấn vào tạo mới mã giảm giá. Tiếp đến ở đây có hai loại, đầu tiên là voucher cho toàn shop, thứ hai là voucher cho từng sản phẩm. Nếu bạn muốn tạo cho một số sản phẩm thì bạn tạo voucher sản phẩm, còn đâu nếu mà bạn muốn cho toàn shop thì các bạn ấn vào toàn shop. Mình thì mình tạo cho toàn shop. Sau đó các bạn ấn vào tên chương trình giảm giá. Ví dụ mình ở đây đặt tên chương trình là giảm giá 10k. Đây, mã voucher. Mã này là cái mã mà khi một khách hàng ấn vào chỗ đặt hàng các bạn thì nó sẽ có phần hỏi lên, đó là có mã giảm giá không. Khi mà khách hàng nhập vào cái mã này thì sẽ được giảm 10k cho các bạn nhé, cho những bạn đã mua hàng. Ví dụ mình ghi là 10. Dòng 10 đây. Nhập vào đây dòng 10 thì sẽ được giảm 10k các bạn nhé. Tiếp theo đó là thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Thì các bạn có thể chọn ở đây. Tiếp theo đó là thiết lập mã giảm giá. Thì có thể hoàn khuyến mại hoặc là hoàn xu. Thì mình ở đây mình chọn là khuyến mại. Tiếp theo ở đây thì mình chọn theo là tiền. Vì số tiền thì khách hàng tương đối là thích các bạn. Ví dụ ở đây là 10.000. Đây giá trị đơn hàng tối thiểu, tức là khi một khách hàng phải mua một cái món hàng bao nhiêu tiền thì mình có thể sử dụng được cái 10.000 này. Ví dụ mình đặt đây là 299.000. Tiếp theo đó là số lượng mã giảm giá. Ví dụ các bạn để ở đây là 1.000 mã chẳng hạn. Khi 1.000 mã này dùng hết thì chúng ta lại tạo thêm mã mới, chương trình mới. Tiếp theo hiển thị mã giảm giá và các sản phẩm áp dụng. Thiết lập hiển thị thì các bạn để đây hiển thị nhiều nơi. Đây các bạn ấn vào các hiển thị nhiều nơi luôn. Rồi sau khi xong rồi thì các bạn ấn vào xác nhận là xong. Đây, nó ghi là đã tạo thành công đây. Đây, chương trình mà chúng ta vừa tạo nó nằm ở đây các bạn này, sắp diễn ra đây. Bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng 9 và kết thúc từ ngày mùng 5 tháng 9. Các bạn có thể thay đổi vào đây, các bạn ấn vào hoạt động, sau đó các bạn ấn sửa. Vào đây thì các bạn có thể sửa thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc các bạn nhé. Sau đó các bạn ấn xác nhận. Sửa xong các bạn ấn xác nhận. Rồi. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách để tạo mã giảm giá. Ngoài ra còn có phần flash sale của shop, ưu đãi follow và phần xu của shop. Thì mình đã hướng dẫn các bạn trong những video trước. Các bạn có thể lên kênh YouTube của mình và tìm xem thêm nhé. Video bạn đang xem là một phần nhỏ trong chuỗi video hướng dẫn bán hàng trên Shopee, Sendor và Lazada. Các bạn xem và thực hành theo, có chỗ nào không hiểu, làm không được
hoặc có câu hỏi nào muốn hỏi trực tiếp mình, có thể kết bạn với mình qua Facebook Phạm Văn Hải hoặc Zalo 0988 518 633. Mình sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các bạn và mời các bạn vào nhóm kín riêng. Link tham gia vào nhóm và Facebook của mình sẽ để ở phần dưới mô tả video. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem được những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.